cho ai mà khỏe chứ. Cháu up lên mạng. Trên màn hình các bạn đang quan sát đây là một cái dầm móng thép với diện tích chiều mặt tiền là 5m và chiều sâu là 13,5m. Cái dầm móng thép này thì gia chủ đi phi 18 và đi là 6 cây. Trên 3 cây và dưới 3 cây là 6 cây. Cái móng này thì gia chủ ép cọc tre, cọc luồng rộng là 90. Dầm này là dầm 500. Một cái thiết kế dầm móng. Bên dưới thì gia chủ đi sắt phi 14 giải bè. Sắt phi 14 giải bè. Chủ cai là Trần Thắng đúng không? À ông Thắng giải Tây à? Ô này là phòng khách này. Phòng khách này vào khoảng 20m2 này. Ô này là ô cầu thang này. Ô kia là ô của... và phòng ngủ này. Và ô đằng sau cùng kia là ô của... phòng bếp và vệ sinh. Chia ra làm 4 ô. Một ô phòng khách, một ô cầu thang, một ô phòng ngủ và một ô phòng ăn vệ sinh. Phòng khách này 25m2 không? Phòng khách này là 5 năm là 25m2 phủ bì. Vâng. Đây gia chủ đã nuôi sẵn vịt đi rồi. Vịt chờ là tiết canh vịt thôi. Đằng sau này có tăng cường thêm cọc không? Đằng sau này có tăng cường thêm cọc không? À thế à? Vâng. Móng này là gia chủ ép cọc luồng các bạn nhé. Mặt móng là 90 phân. Gia chủ ép là hoàn toàn bằng cọc luồng. Đây là... móng này gia chủ đi cột lên để đổ là phi 16. Còn bìa là phi 14. Còn dầm sắt là phi 18. Khong là đi sắt 8 trơn. Thế bảo ở trong làng mỗi anh một cái nhà rồi mà vẫn lại xây. Ô đầu tiên này là phòng khách này. Ô thứ hai là cầu thang này. Ô thứ ba là phòng ngủ, ô cuối cùng là vệ sinh và phòng ăn. Đó, 4 ô.
chung để làm ra.